con sẽ đi Singapore và làm mẹ tự hào về con được không? Away from home, she came here to be a helper. And then... Lin, hộ chiếu của em đâu? Tại sao? Chị cũng nghe nói là như vậy, nhưng mà giờ có sự thay đổi. A rude shock. Have fun. Stuck in a situation she couldn't get out of. Reenactment of a shocking true story of human trafficking from our police files. Crimewatch. Sunday 9 p.m. on 5. Crimewatch is brought to you by the National Crime Prevention Council and the following partners.